Huỳnh Phương tên đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Duy Phương. Anh chàng sinh năm 1992 và lớn lên tại Đồng Tháp. Hiện tại anh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, góp mặt trong những dự án lớn của Pháp TV. Và anh cũng là một trong những thành viên từ đời đầu của nhóm này. Với lối diễn xuất hài hước, anh chàng đã thu hút được khá nhiều khán giả và một lượng fan khá lớn. Có thể nói, Huỳnh Phương là một trong những thành viên trụ cột vững chắc nhất trong nhóm Pháp TV. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, Huỳnh Phương không còn là gương mặt lạ lẫm. Với cách diễn bình dị và gần gũi, anh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Anh tham gia Pháp TV vào năm 2015 khi còn là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Với sự góp mặt của anh, Thái Vũ, Ribi Sachi, Finro cùng các thành viên khác, Pháp TV đã trở thành một hiệu ứng ở các trang mạng xã hội. Anh cùng Thái Vũ, Inu, Finro khuấy động chương trình Thách Thức Danh Hài và Cười Xuyên Việt. Huỳnh Phương lấy được tiếng cười khán giả ở lối diễn tự nhiên, chuyên nghiệp kết hợp với khuôn mặt gây cười của anh. Năm 2014, Huỳnh Phương tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Đến năm 2015, anh chính thức gia nhập nhóm Pháp TV. Anh được khán giả biết đến qua series Quán Cà Phê Bất Ổn huyền thoại của nhóm. Không những hoạt động trong Pháp TV, Huỳnh Phương còn tham gia nhiều chương trình hài như Làng Hài Mở Hội, Thách Thức Danh Hài, Cười Xuyên Việt. Những chương trình tham gia, anh đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Mặc dù hiện nay hài Việt Nam đang rất sôi động, tuy nhiên Pháp TV đã chọn cho mình một phong cách riêng với chất giản dị và gần gũi để khán giả nhớ đến nhóm nhiều hơn. Tài năng là vậy, nhưng ít ai biết rằng chàng trai gốc Đồng Tháp này từng có quá khứ ăn chơi và gặp biến cố vào thời điểm Huỳnh Phương rời vùng đất Đồng Tháp để lên nhập học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ của nam diễn viên phải bán đất để có tiền cho con trai đi học. Thế nhưng khi lên đến Sài Thành, Huỳnh Phương lại bị cuốn vào những thú vui chốn phố thị. Anh quậy phá và ham chơi, sau đó còn phải bán cả xe để trả tiền nợ nần. Vì mãi ăn chơi nên Tết năm ấy, nam diễn viên không có tiền để về quê. Lúc này Huỳnh Phương đã nói dối ba mẹ vì anh bận đi diễn nên không thể về ăn Tết. Nhưng thực chất, anh đang đến một ngôi đình ở quận 8 để làm thêm. Tại đây, thành viên nhóm Pháp TV phải quét mạng nhện, chùi lưu đồng và dọn dẹp bài vị của người đã khuất. Không chỉ vậy, do những ngày đầu năm khách đến viếng đình rất đông nên Huỳnh Phương còn đảm nhận luôn công việc giữ xe. Dù thỏa thuận làm đến mùng 8 Tết nhưng mới sang mùng 4 khách đã vắng, người trông coi đình bảo anh nghỉ luôn và trả cho nam diễn viên 800.000 đồng tiền công. Khi cầm số tiền đó trên tay, Huỳnh Phương bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân và buồn bã. Thành viên Pháp TV tâm sự, tôi vừa đi vừa khóc, lúc này là nhớ nhà nhất. Ở nhà, mình được ba mẹ cưng chiều, làm không cho làm, mà bây giờ phải đi ra ngoài là vất vả, mới kiếm được 800.000 đồng. Tiền về quê thì không có, muốn thăm gia đình cũng không được, 800.000 đó đâu đủ đóng tiền nhà trọ. Lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ, tôi cứ đứng ở đó mấy tiếng, trong đầu nảy ra ý định kết thúc cuộc đời, nhưng nhìn xuống, thấy nước bận quá, thế là không nhảy nữa, đi về. Về chuyện tình yêu, vào đầu năm 2016, Huỳnh Phương đã không ngần ngại công khai bạn gái trên sóng truyền hình và cũng không ngần ngại ôm hôn công khai. Được biết bạn gái của anh tên là Ngọc Hân, là việc trong lĩnh vực thời trang, trang sức. Cả hai đã quen nhau được 2 năm. Tuy nhiên tình cảm của họ kéo dài được 2 năm thì trục trặc. Sau khi chia tay Ngọc Hân, cánh cửa khác mở ra. Huỳnh Phương đã chính thức công khai người yêu mới khi nhóm Pháp TV trinh về nút kim cương đầu tiên tại Việt Nam. Huỳnh Phương đã chính thức công khai bạn gái Sĩ Thanh. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ khiến cộng đồng mạng và fans vô cùng thích thú và không quên chúc mừng cặp đôi. Nhưng sau một năm hẹn hò thì cả hai cũng chia tay khiến nhiều người tiếc nuối cho cặp đôi này. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ chân quê giản dị, Huỳnh Phương sở hữu khối tài sản không hề nhỏ. Anh gia nhập Pháp TV từ năm 2015 và sau đó tham gia một số cuộc thi game show truyền hình. Chỉ sau đó 3 năm, Huỳnh Phương đã tự mua được chiếc xế hộp sành điệu tiền tỷ. Đang là thành viên của nhóm hài Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của YouTube và có lịch làm việc khá bận rộn. Nhưng những lúc rảnh rỗi, Huỳnh Phương cũng đi du lịch, nghỉ dưỡng để tận hưởng cuộc sống. Đặc biệt với hàng triệu lượt view đều đặn trong mỗi clip ra mắt, chắc chắn Huỳnh Phương có thêm thu nhập không hề nhỏ cho các vai diễn của mình trong Pháp TV. Thời điểm còn hẹn hò với Sĩ Thanh, nam diễn viên không ít lần khiến dân mạng trầm trồ khi chia tay mạnh tặng quà khủng cho bạn gái. Hiện tại sau khi đi lên từ con số 0, Huỳnh Phương còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh từng chia sẻ rằng có kế hoạch trong vòng 5 năm sẽ xây dựng 100 ngôi nhà cho những hoàn cảnh khó khăn. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, mỗi tháng tôi đều trích từ 5 đến 10% số tiền mình kiếm được để làm từ thiện. Tôi không đợi giàu có, dư giả mới làm. Hứa xây nhà cho ai mà tới hẹn vẫn không đủ, tôi đi xin thêm anh em. Cách đây không lâu, Huỳnh Phương khá bức xúc khi bị chê xây nhà cho người nghèo như không có tâm. Có khán giả mỉa mai anh rằng, phải làm bằng cái tâm anh à, không có tâm làm cho rồi để lấy tiếng thì vứt đi. Ngay lập tức nam diễn viên đáp trả, bỏ tiền bỏ công sức đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa xây nhà là không có tâm, là để lấy tiếng gì ở chuyện này, thật sự hơi nản. Khán giả vô cùng bất ngờ khi được biết Huỳnh Phương từng có quá khứ ăn chơi và phải làm giữ xe như thế. Tuy nhiên, nam diễn viên đã tự vượt dậy và làm lại cuộc đời để có được thành công như hiện tại.